Tình hình sốt xuất huyết đang có dấu hiệu diễn biến phức tạp ở các tỉnh thành phố tỉnh Đồng Tháp, trong đó có nhiều trường hợp điều trị không kịp thời dẫn đến tử vong. Theo ngành chức năng, bệnh phát sinh bên cạnh yếu tố chu kỳ 5 năm lặp lại thì quan trọng là ý thức phòng bệnh của một bộ phận người dân chưa cao, trong đó có những người còn mơ hồ về bệnh sốt xuất huyết em Lê Thị Tường Vi 9 tuổi ở huyện Hồng Ngự tỉnh Đồng Tháp mắc bệnh sốt xuất huyết vừa được gia đình đưa đi điều trị trở về nhà. Tại khu vực này cũng có một số trường hợp mắc sốt xuất huyết, song quan sát thực tế môi trường xung quanh ở đây vẫn còn ô nhiễm, các vật dụng chứa nước còn rất nhiều lăng quăng trú ẩn. Đồng Tháp đã phát hiện gần 2.000 ca bệnh, trong đó có 3 trường hợp đã tử vong ở huyện Hồng Ngự, Châu Thành và Tháp Mười. Trong những tuần qua, tình hình nhiễm bệnh đang duy trì ở mức cao và có nhiều ca nặng. Đồng Tháp hiện là một trong những địa phương có số ca nhiễm sốt xuất huyết cao của cả nước hiện ngành chức năng đang tăng cường công tác ra quân dập dịch bằng cách phun xịt hóa chất diệt mũi đồng thời xuống địa bàn cùng bà con nhân dân diệt lăng quăng tăng cường tuyên truyền phòng chống dịch bệnh sốt xuất huyết để hạn chế số ca mắc trong những tháng mùa mưa lũ